mua mùa đấy nghe làm sao về hỏi giá là gì? Vâng, em xin chào cả nhà, chào tất cả anh chị em. Hôm nay thì có giao dịch với anh Bảy ở bên Đồ Sơn nhỉ? Đồ Sơn Hải Phòng. Đấy, còn đây em Dương ở ngoài đảo Cát Bà đây. Cùng mấy bác đi theo. Hôm nay có chia sẻ cho anh ấy, nói giao dịch thì nó hơi tục quá, nhưng mà hôm nay có chia sẻ cho anh ấy một chậu Lữ Hoàng. Đấy, chậu rất là phê ở nhà nhá. Mầm gốc đang đi rất là đẹp, trên thân còn đang có 2 kỳ. Đây là cây Lữ Hoàng biên tím ạ. Vâng. Thì hôm nay có chia sẻ cho anh một chậu này về để anh ấy làm giống. Vâng, về giá trị cây hay là như thế nào thì em cũng xin phép em không có bình phẩm nhiều. Đấy, chỉ gọi là chia sẻ thôi cả nhà nhá. Và cho các bác làm giống thì cây này thì thực ra là cái số lượng giống trên thị trường nó cũng không có nhiều. Đấy. Đấy, em gửi anh. Vâng, cảm ơn anh. Chúc anh về chăm cây màu lớn ạ. Bắt tay. Đây. Đây còn cái em này nữa. Đấy, còn em này nữa là như thế này là khoảng 20 triệu này nhá. Bác nào mà lấy thì alo cho em một mầm gốc này. Đây, trên này còn cái viên bi này là chưa khai thác. Trên này chuẩn bị chọc cho nó lên 20 gốc nữa. Mắt ngủ rất là nhiều. Mầm gốc đang đi rất là lực. Đấy, một cái cây bé này khoảng 20 triệu. Rồi, ok, em xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà luôn chăm sóc và sưu tầm được những con giống đẹp. Em xin cảm ơn.